Minh được tử vi mến chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ và sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem tử vi 12 con giáp Chủ nhật ngày 27 tháng 2 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 27 tháng riêng năm nhâm dần Ngày này là ngày tân hợi tháng nhâm dần năm nhâm dần Và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ màu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành, ngũ hành nên mệnh hoa Xuyến Kim, ngày Tân Hợi, tức Can Sinh Chi, nghĩa là Kim sinh cho Thủy và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Thoa Xuyến Kim, kỵ tuổi Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, ngày thuộc hành Kim khác với hành Mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi. Ngày Hợi lục hợp với dần, tam hợp với Mão và Mùi, thành Mộc cục, xung với Tỵ, hình Hợi, hại thân, phá dần và tuyệt ngọ. Về tuổi xung khác trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi ất tỵ, kỷ tỵ, ất hợi, tuổi xung trong tháng, tuổi canh thân, bính thân, bính dần. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức hợp, tốt mọi việc, kỵ tố tụng, sao thánh tâm, tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tử, sao ngũ phú, tốt mọi việc, sao u vi tinh, tốt mọi việc, sao lục hợp, tốt mọi việc, sao mậu thương, tốt về cầu tài lộc khai trương, mở kho, sau thiên ân, tốt mọi việc. Sau sáu trong ngày gồm có, sau kiếp sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi an táng xây dựng về nhà cửa, sau địa phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sau hà khôi, cờ sáu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sau câu trận, kỵ về an táng sau thổ cẩm kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng sau cậu giáo, sáu mọi việc nhất là khởi công động thổ. Và đặc biệt, đó, ngày 27 tháng 2 năm 2022, tức là ngày 27 tháng riêng năm nhâm dần, ngày này là ngày tam nương sát, sáu, kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Tây Nam. Và sau đây, mà các bạn đón xem từ vị trí tít 12 con giáp Chủ nhật ngày 27 tháng 2 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Từ vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 27 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Tý cho chúng ta thấy là bà tuổi Tý đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn tuổi Tý có được cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Với ba tuổi tí, nhờ thế mà nhận được nhiều cơ hội để thể hiện được năng lực của bản thân mình trong công việc có được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp của mình nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày Chủ nhật này với ba tuổi tí, đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này còn đảm bảo cho bạn đang có được nguồn thu nhập vững vàng, ổn định tài chính không có gì là phải lo lắng trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi tí có thể thoải mái làm những việc mình muốn làm. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vì thế mà lười biếng bởi tiền bạc chẳng thế nào mãi có mà không hết được nhé. Với bạn tuổi tí trong tuần mới này, đối với những bạn kinh doanh, buôn bán, có được nhiều cơ may, đón nhận cơ hội phát tài, phát lộc ngay trong tầm tay của mình bạn tuổi tí có được nhiều ý tưởng, lại là người, dám nghĩ, dám làm, cho nên có thể đạt được những bước tín vượt bậc trên con đường làm ăn, lợi nhuận tăng lên gấp nhiều lần, mang tới cho bạn có được nhiều niềm vui bất ngờ về tài lộc nữa nhé. Về câu quý cho bạn tuổi tí trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim có được cơ hội gặp gỡ quý nhân nhận được nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân mình tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy có những bước tiến lớn trên con đường sự nghiệp tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa nguồn thu nhập vượng vàng tài chính không có gì đáng phải lo lắng tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán có được nhiều cơ may phát tài phát lộc tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc lợi nhuận tăng lên gấp nhiều lần là người dám nghĩ, dám làm. Và đánh giá của bà tuổi Tý trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 68, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi xỉu. từ Vi Tuổi Sửu, Chủ Nhật, ngày 27 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày Chủ Nhật này với bạn tuổi xỉu cho chúng ta thấy là bạn tuổi xỉu đang chịu tác động của tỷ kim chiếu mệnh, điều này làm cho bạn đưa ra được những quyết định dứt khoát, lựa chọn rõ ràng cho những mục tiêu trong tương lai của mình. Bạn biết mình cần điều gì, muốn điều gì và sẵn sàng chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình, dù có chuyện gì xảy ra cũng không bỏ cuộc nữa nhé. Tuy nhiên, á, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có ngủ hành, xung khắc, cái điều này sẽ khiến cho chuyện tình cảm của bạn gặp không ít trục trặc. Nếu như còn giận hờn với đối phương, bạn nên tìm cách hóa giải ngay trong ngày hôm nay. Dù không chịu thừa nhận, nhưng thói quyên sớm nắng chiều mưa của bạn đang gây ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai người rất nhiều nữa. Ngày này, xem tử vi cũng chỉ ra rằng đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Và với bà tuổi sửu trong ngày này, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bản mệnh nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần và tài thần hướng Tây Nam. Đây là hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim đưa ra được những quyết định dứt khoát, lựa chọn rõ ràng cho tương lai của mình. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, bạn là người hiểu rõ bản thân mình, và cần gì, muốn gì, tử vi tuổi Kỵ Sửu thuộc mệnh Hỏa, sẵn sàng chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, chuyện tình cảm gặp không ít trục trặc, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, đừng có lúc nào cũng sớm nắng chiều mưa, giận dỗi nửa kia của mình nhé. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao con số may mắn số 11, số 72, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cá tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi tí. Từ vi tuổi dần, Chủ nhật, ngày 27 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi dần chua chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang cuốn được tác động của ngũ hành dần hợi nhị hợp điều này báo hiệu cho bạn đây là ngày thích hợp để cho bạn tiến hành những kế hoạch về hợp tác làm ăn bản mệnh tuổi hợi có thể sẽ ký được những hợp đồng giá trị tuy nhiên bạn cần phải quyết đoán hơn với những vấn đề ngoài lề tránh để cho tình cảm cá nhân xiên vào có thể gây ảnh hưởng tới tín độ công việc nữa và ngày chủ nhật này với ba tuổi dần cũng đang có được cát khí từ chính quan trợ mệnh cái điều này sẽ giúp cho bạn có được cái đầu vô cùng là tỉnh táo và minh mẫn bạn mệnh có thể sẽ nhanh chóng đưa ra được những cách giải quyết hợp lý thậm chí là sáng tạo cho một công việc mà bạn đang phụ trách đặc biệt là đối với những bạn làm nghề tự do kinh doanh buôn bán càng có được cơ hội thi triển về tài năng phát tài phát lộc sẽ nằm trong tầm tay của bạn chính điều này sẽ giúp cho bạn thu được không ít tiền bạc về cho mình nữa nhé bên cạnh đó trong vận tình ngày chủ nhật này với ba tuổi dần cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn đang diễn ra được tốt đẹp hôm nay dù có bận rộn đến đâu đi nữa bạn cũng đừng quên gửi một vài tin nhắn yêu thương hoặc đơn giản là một cuộc điện thoại để hội thăm người ấy bất ngờ đây là cách rất hay để cho bạn hâm nóng tình yêu dành cho người ấy nữa về câu quý cho ban tuổi dần trong ngày Chủ nhật này tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy ngày hôm nay thích hợp để cho bạn thực hiện những kế hoạch về hợp tác làm ăn tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa cần phải quyết đoán hơn với những vấn đề ngoài lề tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ dự vượng tinh thần tỉnh táo và minh mẫn khi làm việc tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc nhanh chóng đưa ra được cách giải quyết hợp lý sáng tạo tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim chuyện tình cảm diễn ra được tốt đẹp đừng quên hâm nóng mối quan hệ về đánh giá của ban tuổi dần trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 12 số 86 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cá tường màu xanh lá màu xanh lam quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi hợi tuổi tuất Từ vi tuổi mão chủ nhật ngày 27 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp, hợi Mão mùi phù trợ. Cái điều này sẽ tạo cho bạn có được cơ hội hàn gắn mối quan hệ tình cảm hiện đang xuất hiện nhiều vết rạn dạ nứt của mình nhé. Sau khi thẳng thắn trò chuyện, bạn mệnh và người ấy càng ngày càng hiểu nhau hơn, giảm bớt những chuyện xô sát, mâu thuẫn, bạn ngày càng trân trọng và hài lòng với hạnh phúc hiện tại của mình nữa rồi. Trong khi đó, đối với những bạn đang quản độc thân, cũng có được nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với những người khác phái. Bạn mạnh tuổi mão có được sức hấp dẫn riêng cũng biết cách để tôn lên sức hút của mình, khiến cho đối phương không thể không rời mắt. Tình duyên khi đã đến thì có sức mạnh vô cùng to lớn để kéo gần khoảng cách giữa hai trái tim lại với nhau nữa. Tuy nhiên, về phương diện công việc của bạn tuổi mạo trong ngày này lại không được may mắn như cái chuyện tình cảm của bạn khi bạn đang gặp thiên quan xuất hiện. Đây là lời cảnh báo cho bạn đang cuối nguy cơ thị phi điêu bám và phá hoại vận trình công danh, sự nghiệp của bản mệnh. Có đôi khi bạn suy nghĩ quá đơn giản, nói lời mà không suy nghĩ, cũng không biết đưa đẩy theo tình hình cho nên đắc tội với kẻ tiểu nhân nữa về câu quiz cho bạn tuổi mạo trong ngày chủ nhật này từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy có cơ hội hàn gắn mối quan hệ đang xuất hiện nhiều vết rạn nứt tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa đôi lứa càng ngày càng hiểu nhau hơn giảm bớt những mâu thuẫn tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ đối với những bạn đang còn độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ làm quen với người khác phái tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc đề phòng nguy cơ thị phi điều bám phá hoại vận trình về công danh tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim dễ đắc tội với kẻ tiểu nhân vì suy nghĩ quá đơn giản. Và đánh giá của bà tuổi Mạo trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 14, số 91, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhắp phù trợ tuổi hợi, tuổi mùi, tuổi toát Từ Vi Tuổi Thìn, Chủ Nhật, ngày 27 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày Chủ Nhật này với bà Tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là bạn Tuổi Thìn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo mù mờ trong cách quản lý về tài chính. Và hôm nay rất có thể bạn sẽ vung tay tiêu hết một số tiền khá chi là lớn mà chẳng hề suy nghĩ gì. Với bà Tuổi Thìn trong ngày này, cũng chính bởi thói quen chi tiêu bạt mạng cho nên bạn dễ lâm vào cảnh túng thiếu, vay mượn, nợ nần. Bạn cần phải có kế hoạch chi tiêu tiết kiệm cho mình. Tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt không phải lúc nào cũng dễ dàng như bạn nghĩ nhé. Bên cạnh đó, trong vận tình ngày Chủ nhật này với bạn tử thìn, lại đang gặp ngày có, thủy khắc với thổ. Điều này cho thấy với bạn đang có điểm báo, có nhiều vấn đề nảy sinh trong gia đình của bạn. Bạn tử thìn cố chấp, chẳng chịu lắng nghe, cho nên dường như chuyện tình cảm của bạn bị đóng băng, chẳng ai muốn nói chuyện với ai, không khí gia đình càng thêm căng thẳng nữa về câu quyết cho bà tuổi thìn trong ngày chủ nhật này tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa tiền bạc càng ngày càng tổn hao tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ tình cảm không được êm đềm không được đáp trả tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc dễ gặp phải vấn đề về tài chính tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim có nhiều mâu thuẫn nảy sinh trong mối quan hệ tình cảm của bạn tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 13 số 52 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi dậu tuổi thân Từ vi tuổi tỵ chủ nhật ngày 27 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là bà tuổi Tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tị hỏi. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo của sự tranh chấp cãi vã xảy ra trong ngày hôm nay. Với bà tuổi Tỵ, có xu hướng trở nên nóng giận và sẵn sàng tranh cãi với người khác khi cảm thấy khó chịu đầu óc vì thế mà khó giữ được sự tỉnh táo cho nên với bà tuổi tỵ dễ đưa ra những quyết định thiếu đi sự chính chắn bạn cần phải cẩn thận kéo lại gây ảnh hưởng tới kết quả công việc của cả tập thể nhé và ngày này với bà tuổi tỵ một khi đã quyết định điều gì là bản mệnh sẽ trở nên cứng đầu cứng cổ thậm chí là cực đoan không muốn nghe theo ý kiến góp ý của người khác với bạn thủ tỵ đang tự đẩy bản thân mình vào tình huống trở thành kẻ khó ư trong mắt những người xung quanh mà không hề hay biết bạn cần phải suy nghĩ cho thấu đáo hơn nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có thủy họa bất dung. Cái điều này làm cho con đường tình duyên của bạn gặp phải nhiều trục trặc nặng nề. Chuyện tình cảm có những dấu hiệu rạn nứt sau những mâu thuẫn kéo dài, bạn mệnh nên tìm cách giải quyết nếu như còn muốn cứu vạn mối quan hệ của mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi tỷ trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa có điểm báo có sự tranh chấp cãi vã, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ có xu hướng trở nên nóng giận, sẵn sàng tranh cãi với người khác. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc dễ đưa ra những quyết định thiếu đi sự chín chắn, ảnh hưởng tới công việc chung. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim hãy suy nghĩ mọi việc cho thấu đáo hơn, không nên muốn trở thành kẻ khó ưa. Tử vi tuổi kỷ quý tỵ thuộc mệnh thủy tình cảm bị rã nứt sau những mâu thuẫn kéo dài và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 17 số 57 giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cá tường màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Dậu tuổi Thân Từ vi tuổi ngọ, chủ nhật, ngày 27 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi ngọ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Đây là các thần sẽ chia trợ cho vận trình công danh sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay được thuận lợi. Dù bạn mạnh tuổi ngọ vẫn gặp phải những vấn đề khó khăn nhất định trong công việc của mình, nhưng điều đó không khiến cho bạn lùi bước mà ngược lại, với bạn càng quyết tâm để chinh phục đỉnh cao khó khăn ấy, thành quả mà bạn nhận được sau đó là càng thêm ngọt ngào hơn nhé. Trong ngày này với bạn tuổi ngọ, tất cả là nhờ sự linh hoạt trong cách xử lý vấn đề cũng như là năng lực vững vàng của bạn cho nên với bạn tử ngọ có thể giải quyết được những vấn đề quản tồn đọng để có được những thành công về sau đó với bạn tử ngọ vốn dĩ là người khá tham vọng và mong muốn đạt được nhiều thành công hơn nữa nên bạn sẽ không bao giờ chịu đầu hàng tức số phận nữa tuy nhiên trong ngày chủ nhật này với bạn tử ngọ lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc Điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi ngọ, đừng chỉ vì mãi mê với công việc mà không quan tâm tới gia đình của mình. Và để giữ gìn được hạnh phúc gia đình, rất cần có sự chia sẻ và có trách nhiệm của cả hai bên. Đừng có dồn hết việc nhà cho người kia với lý do mình đang bận kiếm tiền bạn tuổi ngọa nhé. Vài câu quýt cho bạn tuổi ngọa trong ngày Chủ nhật này. Từ phi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, không lùi bước dù gặp phải không ít những khó khăn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy quyết tâm chinh phục được đỉnh cao của khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa có được sự linh hoạt trong cách xử lý vấn đề cũng như là năng lực vững vàng. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ có tham vọng và mong muốn đạt được nhiều thành công hơn nữa. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc đừng chỉ vì mãi mê với công việc mà không quan tâm tới gia đình của mình và đánh giá của bạn tử ngọa trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 18 số 64 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu hồng màu tím quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi tốt tuổi mùi Từ vi tuổi mùi, chủ nhật ngày 27 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi mùi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp hợi mão mùi nâng đỡ, cho nên với bà tuổi mùi có thể giải quyết được nhanh gọn mọi công việc luôn luôn dẫn đầu, gặt hái được thành công trong công việc. Điều này đặc biệt tốt cho những người đang làm lãnh đạo, quản lý, tự nhóm để có thể duy trì được uy tín của bản thân mình trước tập thể. Và trong ngày chủ nhật này với bàn túi mùi cũng rất thích hợp để cho bạn mở rộng thêm các mối quan hệ xã giao với mình, đặc biệt là những người đang làm về lĩnh vực như là tư vấn, tiếp thị khách hàng có thể suy nghĩ tới việc ký kết hợp đồng với đối tác, với nhiều khả năng bạn sẽ đưa ra được những lựa chọn chính xác mang lại lợi nhuận cho công ty và giúp gia tăng thu nhập cho mình nữa nhé. Và trong ngày chủ nhật này với bàn túi mùi lại đang gặp ngày có ngủ hành xung khắc điều này khiến cho cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia dạy nảy sinh nhiều mâu thuẫn dù bạn đã dặn lòng mình kiềm chế nhưng cứ đụng tới vấn đề cũ là bạn lại khó giữ được bình tĩnh còn đối với những bạn đang quản độc thân vẫn buồn bã khi mãi chẳng thể nào tìm thấy được người phù hợp với mình bạn thất vọng với bản thân chán nạn với tình yêu không còn tin tưởng vào ái tình nữa nhé về phương diện tài lộc của bà tuổi mùi trong ngày này đối với những bạn làm nghề tự do kinh doanh buôn bán cũng có tiền thu vào nhưng chưa nhiều bạn cần phải chờ đợi và chăm chỉ hơn nữa thì mới mong có được vận trình được khởi sắc hơn vài câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày chủ nhật này tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim giải quyết nhanh gọn mọi công việc luôn luôn dẫn đầu tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy là người lãnh đạo quản lý có thể duy trì uy tín trước tập thể từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa có thể mở rộng thêm các mối quan hệ xã hội của mình từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ mạnh dạn ký kết hợp đồng với đối tác sẽ mang lại lợi nhuận cho công ty giúp gia tăng thu nhập cho bản thân từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc đôi lứa dạy nảy sinh nhiều mâu thuẫn khó kiềm chế và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 66, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân chủ nhật ngày 27 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hội điều này làm cho bạn đang có điểm báo dễ vướng phải họa tiểu nhân và từ miệng gây ra những rắc rối cho mình với bạn tuổi thân trong ngày này đừng có tùy tiện nói những nhận xét thẳng thán quá mức bởi bạn có thể đắc tội với những kẻ xấu bụng lúc nào chẳng hay nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi thân đang chịu ảnh hưởng của thương quan chiếu mệnh, điều này làm cho bạn rất dễ bị hoàn cảnh chi phối, thiếu đi tính độc lập. Và nếu như bạn có người hướng dẫn cầm tay chỉ việc thì với bạn tuổi thân sẽ có được cơ hội thăng tín, nhưng nếu như bạn đơn phương độc mã thì rất khó thành công như mong muốn được. May mắn là trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có kim sinh cho Thủy Vượng. Điều này làm cho con đường tình duyên của bạn có được sự khởi sắc đào hoa nở rộ. Có lẽ trong ngày hôm nay với bạn tuổi thân, đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân, sẽ sớm kết thúc được kiếp độc thân của mình. Bạn mệnh cần phải mở rộng lòng mình hơn để không còn chịu cảnh cô đơn nữa nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày Chủ nhật này. Từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy dễ vướng phải tiểu nhân và từ miệng gây ra những rắc rối cho mình tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa đừng có tùy tiện nói những nhận xét thẳng thắn quá mức tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ tất cả dễ bị hoàn cảnh chi phối thiếu đi tính độc lập tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc đơn phương độc mã thì rất khó có được sự thành công như mong muốn tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim con đường tình duyên khởi sắc đào hoa nở rộ và đánh giá của bạn thủ thân trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 91, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tí, tuổi tỵ. Từ vi tuổi dậu, chủ nhật ngày 27 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày của thực thần sôi bóng. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình tài lộc của bạn trong ngày hôm nay khá chi là lớn, nhất là đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán thì càng có thể kê cao gối mà ngủ, không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc nữa. Bạn mệnh tuổi Dậu sẽ có được một ngày Chủ nhật bận rộn nhưng bù lại tiền bạc về tay không ngớt, tài lộc tăng tín với tốc độ chóng mặt nữa luôn nhé. và ngày này với bạn tử dậu, nhân lúc đang có được sự dư dả, bản mệnh nên tạo cho mình thói quen lập ra kế hoạch về tài chính trong việc chi tiêu, sao cho phù hợp với những khoản lợi nhuận kiếm được. tiết kiệm trước khi chi tiêu sẽ giúp cho bạn đảm bảo về tài chính ổn định, luôn duy trì được những khoản dự phòng khi cần thiết bên cạnh đó trong vận trình ngày chủ nhật này với ba tuổi dậu lại đang gặp ngày có kim sinh xuất cho thủy cái điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia lại không quá tốt đẹp hai bên có thể xảy ra hiểu lầm từ những vấn đề xảy ra hàng ngày và với ba tuổi dậu đừng có nóng giận mà cần phải bình tĩnh để trò chuyện với nhau để giải quyết những xích mích không đáng có nhé về câu quyết cho bạn tuổi dậu trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy đối với những người kinh doanh, buôn bán, đuốn về vận may tài lộc khá lớn. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa có một ngày bận rộn nhưng bù lại tiền bạc về tay không ớt, Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ nên tạo cho mình thói quen lập ra kế hoạch về tài chính để chi tiêu phù hợp. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc tiết kiệm trước khi tiêu sẽ đảm bảo về tài chính ổn định từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim mối quan hệ về tình cảm không quá tốt đẹp dễ xảy ra hiểu lầm và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 27 số 95 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu xám quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi xỉu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt, Chủ nhật, ngày 27 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi tốt đó, cho chúng ta thấy là bạn tuổi tốt đang chịu tác động của kiếp tài chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn tuổi tốt cần phải cẩn trọng, kéo bạn mệnh sẽ dễ mất tiền trong ngày hôm nay lắm. Với bà tuổi Tuất đang có thói quen tiêu xài phung phí, không chịu cân đối trong việc chi tiêu thì sớm muộn gì tiền bạc cũng tiêu hao, không kiểm soát là điều dễ hiểu mà thôi. Và trong ngày này với bà tuổi Tuất đối với những người làm kinh doanh, buôn bán thì càng cần phải cẩn trọng hơn. Bản mệnh có thể sẽ tin lầm người, tin kẻ lừa đảo mà đưa ra những quyết định sai lầm, khiến cho tiền bạc không cánh mà bay, dễ rơi vào cảnh túng thiếu, điêu đứng khi tài chính sa sút, nợ nần chồng chất. Với bạn cần phải tỉnh táo và sáng suốt hơn để phân biệt được kẻ tốt, người xấu nhé. Và trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi tuốt, đặc biệt là đối với những người kinh doanh, buôn bán thì càng cần phải cẩn trọng hơn. Bạn mệnh có thể sẽ tin lầm người, tin lầm lời của những kẻ tiểu nhân, đưa ra quyết định sai lầm, khiến cho tiền bạc không cánh mà bay, dễ rơi vào cánh, túng thiếu, điêu đứng khi tài chính xa sút nợ nần trồng chất. Với bạn cần phải tỉnh táo và sáng suốt hơn để phân biệt được người tốt, kẻ xấu. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với ba tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Điều này cho thấy tình cảm vợ chồng vì chuyện cơm áo gạo tiền mà xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn với nhau, trách móc, than vãn chẳng những không giải quyết được mâu thuẫn mà còn càng khiến cho căng thẳng liêu thang, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này, từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, đề phòng nguy cơ mất tiền khá cao, từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nên sửa đổi thói quen tiêu xài phung phí, cân đối trong việc chi tiêu, từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, đối với những người kinh doanh, buôn bán chớ nên vội tin lời của bất cứ ai, từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim cần phải tỉnh táo và sáng suốt hơn để phân biệt được người tốt kẻ xấu, từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, vợ chồng có thể vì chuyện cơm áo gạo tiền mà xảy ra tranh cãi với nhau. Về đánh giá của ban tuổi tốt trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 51, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi ngọa, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi hợi chủ nhật ngày 27 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp ngày có ngũ hành hợi hợi tự hình. Điều này cho thấy với bạn tuổi hợi vốn là người hiền lành, thế nhưng chẳng hiểu tại sao bạn trong ngày hôm nay trở nên cứng đầu, cố chấp hẳn so với thường ngày với bạn tuổi hợi đang có xu hướng khăng khăng làm mọi thứ theo ý của mình cho dù được nhắc nhở hay là góp ý tận tâm đến thế nào đi chăng nữa bạn cũng bỏ ngoài tai chỉ tin tưởng và nhận định của bản thân mình mà thôi và ngày này với ba tuổi hợi sức sáng tạo của bạn còn giảm sút khá rõ dù bạn đã cố gắng tập trung tinh thần để làm việc nhưng hiệu quả không được cao có lẽ với bạn nên dành thời gian cho việc nghỉ ngơi đợi khi nào đầu óc tỉnh táo hơn rồi hãy làm tránh tình trạng bị sao nhã mà phạm phải sai lầm không đáng có Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Điều này còn cho thấy bạn mệnh khá khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình. Nếu như bạn không khéo léo thì những lời nói trong lúc nóng nảy của bạn sẽ ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ xung quanh, nhất là đối với những người thân của mình nữa bạn tuổi hợi nhé. Vài câu quý cho bạn tuổi hợi trong ngày Chủ nhật này. Từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa trở nên cứng đầu, cố chấp, khăng khăng làm mọi thứ theo ý của mình. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, bỏ ngoài tai những lời góp ý, chỉ tin tưởng vào nhận định của bản thân, từ vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, sức sáng tạo bị giảm sút, hiệu quả công việc không cao, từ vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi, lấy lại tỉnh táo, từ vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, gặp khó khăn trong việc kiểm soát về cảm xúc, dễ nói lời tổn thương người khác. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 65, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.